Hãy sống vững vàng trong ân sủng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, câu lời Chúa trên đã được cha cố Geronimo kính yêu của chúng ta chọn làm trong ngôn sống cho đời Kitô hữu và đặc biệt là đời linh mục của mình. Trong thánh lễ an táng hôm nay, xin được chia sẻ với cộng đoàn từ câu lời Chúa trên với hai ý sau đây. Một, câu châm ngôn lời Chúa này có xuất xứ từ đâu và được hiểu như thế nào? Hai, cha cố Geronimo đã sống câu châm ngôn này ra sao để sống đạo và giúp người khác tin yêu Chúa, mến thương nhau, hầu đạt hạnh phúc thật là nước thiên đàng. Chúng ta bắt đầu với ý thứ nhất. Câu lời Chúa hãy sống vững vàng trong ân sủng được trích trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc hai hôm nay. Vậy ân sủng là gì? Và tại sao Thánh Phêrô lại khuyên các tín hữu hãy sống vững vàng trong ân sủng này? Bài đọc hai hôm nay cho chúng ta câu trả lời: Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô. Như vậy, ân sủng là ân huệ Thiên Chúa ban giúp con người tham dự vào sự sống Thiên Chúa ba ngôi và có khả năng hành động để đạt được hạnh phúc đời đời. Ân sủng đó chính là ân thánh sủng mà trong kinh chúng ta vẫn đọc. Các ông các bà chắc thuộc kinh này, các cháu ngày nay nó không thuộc mấy, nhưng quý cụ ông bà và anh chị em ở đây, tôi đọc lên là nhớ lại ngay. Trong nhà thờ các ngày Chúa Nhật chúng ta vẫn đọc: Hỏi ơn thánh sủng là gì? Thưa, ơn thánh sủng là giống thiêng liêng quý trọng sang lang, bởi Đức Chúa Trời thông ra và Đức Chúa Trời xuống vào linh hồn, làm cho người ta nên con Đức Chúa Trời, được nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và ngày sau được nước thiên đàng cha cả sắm cho. Tôi thấy nhiều người dưới cùng đọc. Đúng thế không ạ? Ơn thánh sủng là vậy. Ơn thánh sủng chính là ơn thánh hóa, nghĩa là làm cho chúng ta trở nên con Đức Chúa Trời. Chịu phép rửa tội, chúng ta bắt đầu lĩnh ơn đó. Được Chúa yêu thương, cho gắn bó với Chúa, và nếu trung thành giữ ơn này cho đến lúc nhắm mắt lìa đời thì sẽ được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nên Thánh Phaolô, Thánh Phêrô nói hãy sống vững vàng trong ân sủng là thế. Như vậy ơn này là cần thiết nhất và cao trọng nhất, nên Thánh Phêrô mới khuyên chúng ta như vậy. Nghĩa là luôn sống trong tình yêu Chúa, kết hợp với Chúa, sống xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Hay nói theo ngôn ngữ mà cha cố Geronimo trong các bài giảng hay nói với chúng ta: khuyên con cái, bố mẹ khuyên con cái cố gắng giữ nên đạo Thánh Chúa. Cha cố luôn luôn khuyên nhủ hãy cố gắng giữ nên đạo Thánh Chúa. Và trong cái phần cái bài tiểu sử của Ngài, nhì cha Phêrô Verona Trần Văn Trí và đọc: Ngài sống với đúng với tên của mình là đạo, và khuyên người khác hãy sống giữ lấy đạo Thánh Chúa. Ân sủng vừa làm cho chúng ta trở thành người có đạo, làm con Chúa, vừa giúp chúng ta giữ nên đạo Thánh Chúa. Không có ân sủng không giữ được đạo Thánh Chúa đâu. Không có ơn Chúa chúng ta không làm được gì. Về ân sủng, chúng ta còn nhiều điều cần chia sẻ. Vì các nhà thần học, cách riêng là Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, thường phân biệt các loại ân sủng: ân thánh sủng, ân hiện sủng, ân thường sủng, ân đặc sủng, ân sủng bí tích, ân sủng phục vụ, ân sủng tha thứ, ân sủng chữa lành, ân sủng hòa giải, ân sủng kiện toàn, ân sủng siêu thăng. Những ân này chỉ các cha các thầy biết rõ thôi, chứ còn quý cụ ông bà anh chị em thì chúng ta cũng không tiếp xúc với những ân này mấy. Ở đây xin cộng đoàn chỉ cần nhớ hai ân này là ân thánh sủng, hay còn gọi là ân thánh hóa, tức là ân làm cho chúng ta trở nên con Đức Chúa Trời, trở thành người có đạo,
như chúng ta đề cập ở trên. Và một ơn nữa là ơn hiện sủng. Nhớ nhé, ơn thánh sủng và ơn hiện sủng. Phải nhớ cái ơn này. Ơn hiện sủng là gì? Thưa, là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta trong những hoàn cảnh đặc biệt, giúp chúng ta làm những việc có giá trị thiêng liêng như hoán cải. Hoán cải phải có ơn Chúa nha. Ơn hoán cải là ơn hiện sủng, chống lại cám dỗ của ma quỷ như thư Phaolô Phêrô vừa nói. Và khi phải giải quyết những vấn đề quan trọng, cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng. Ơn đó là ơn hiện sủng. Đoạn trích thư thứ nhất Phêrô hôm nay đề cập đến ơn này khi nói: mọi lo âu hãy trút cả cho người, tức là trút cho Chúa đấy. Vì người chăm sóc anh em, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin, tức là trong ân sủng mà chống cự. Câu này cha cô cũng hay trích trong các bài giảng lắm. Này anh chị em ơi, ma quỷ nó như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em mà nghe nhiều bài giảng của cha cô sẽ thấy cha cô hay trích câu này, hay căn dặn chúng ta điều đó. Bởi vì Ngài cho câu này làm khẩu hiệu sống, nên người biết xuất xứ và ý nghĩa của cái câu mà mình chọn làm tư tưởng, là châm ngôn sống cho mình. Cuộc sống của chúng ta không ai tránh khỏi lo âu. Tôi cũng thế thôi, Đức cha Phêrô cũng vậy thôi, cha tổng đại diện cũng thế thôi, đều có những lo âu cả. Không lo nọ thì lo kia. Nên thánh Phêrô biết rõ điều đó và Ngài khuyên hãy trút lo âu đó cho Chúa để lãnh nhận ân sủng và sự nâng đỡ của cha nhân từ, vì Ngài chăm sóc chúng ta. Cha cố Geronimo đã luôn luôn tín thác vào Chúa vì cuộc đời mà chúng ta nghe trong tiểu sử của Ngài, một tiểu sử ngắn thôi, còn nếu viết tiểu sử dài thì dài lắm. Cha cố luôn luôn tín thác Thiên Chúa không chỉ là bờ vai cho chúng ta tựa vào, nhưng còn là đấng ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Nói tóm lại, hãy cố gắng sống ơn thánh sủng để lúc nào cũng là con ngoan của Chúa, sống đạo sốt sáng, luôn chạy đến với Chúa để chia sẻ với Ngài những niềm vui, nỗi buồn, xin ơn hiện sủng giúp qua khó khăn, đặc biệt để chống lại ma quỷ và những cám dỗ trần gian, đồng thời xin ơn soi sáng để có những quyết định đúng đắn trong công việc quan trọng của mình. Và rất nhiều anh chị em chúng ta đã có thói quen này, đó là luôn chạy đến với Chúa, xin thánh ý Ngài để Ngài soi sáng, kể cả việc xây dựng, dựng vợ, gả chồng, làm nhà vân vân, đều đến với Chúa. Chúng ta sang điểm thứ hai. Cha cố Geronimo đã sống ơn thánh sủng và ơn hiện sủng như thế nào? Với ơn thánh sủng, tức là ơn làm con Chúa, làm người có đạo qua bí tích rửa tội tại nhà thờ Bắc Trạch này, cha cô đã sống đúng với tên của mình, tức là lúc nào cũng có đạo, lúc nào cũng có đạo, có Đức Kitô trong mình, vì đạo chính là Chúa Giêsu Kitô. Theo đạo là theo Chúa Giêsu Kitô, đi đạo là đi theo Chúa Giêsu Kitô, là đường, là sự thật và là sự sống. Có thể khẳng định từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời, 80 năm qua và 52 năm làm linh mục, cha cố luôn luôn sống trong ơn thánh sủng, và ơn này trở thành thường sủng nơi cha cố. Do vậy chúng ta cùng với cha cố tạ ơn Chúa vì ơn trọng đại này. Còn với ơn hiện sủng thì sao? Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, tại một giáo xứ sống đạo sốt sáng, cha cố đã có một đời sống Kitô hữu đúng với danh nghĩa, tức là sống đúng với tinh của mình, đó là văn đạo. Văn là đẹp, đạo là đạo giáo. Văn đạo tức là sống đạo một cách đẹp đẽ, vui tươi và sốt sáng. Nguyễn văn đạo nghĩa là sống đạo vui tươi sốt sáng. Ơn nghĩa Chúa mỗi ngày một lớn lên trong cậu bé văn đạo này, để giúp cho chú văn đạo có một quyết định quan trọng đầy mạo hiểm và rủi ro, đó là đi tu. Thời đó đi tù cùng với đi tu một vần, đi tù cùng với đi tu một vần. Thời đó đối với người đi đạo không có con đường nào vào nhà tù dễ dàng
bằng con đường đi tu. Người Công giáo thì không dám trộm cắp, không dám làm phi pháp mà, nên ít vào tù lắm. Mà muốn vào tù thì đi tu dễ dàng. Con đường vào nhà tù dễ dàng nhất là con đường đi tu. Thời đó người ta tuyên truyền rằng đi đạo là cổ hủ, là lạc hậu, là mê tín, là theo Tây, là phản động. Đi tu là cực kỳ phản động, là thành phần phải được theo dõi đặc biệt. Chỉ cần hơi biết có ý định đi tu, liên lạc với Đức Cha Đa Minh Đinh Đức Trụ là sẽ được vào nhà tù bóc lịch mà không cần tòa án xét xử kết án gì hết, vì người ta chủ trương bắt nhầm hơn bỏ sót. Chắc chắn Đức ông Geronimo Nguyễn Phúc Hạnh của chúng ta và quý cha cố đã có kinh nghiệm đó. Đức ông vào bóc lịch ở trong nhà tù nhiều năm, không xét xử, không bản án. Vậy mà với ân sủng của Chúa, năm 11 tuổi, tức là năm 1955, cậu Đạo vẫn quyết định vào nhà xứ Bắc Trạch ở với cha cố Gioan Bautista Trần Du Đồng để đi tu. Và ngay năm sau, năm 1956, cậu đã được cha cố gửi lên theo học tại Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức. Thử thách đầu tiên của đời tu của cậu Đạo là vào năm 1963, Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức đóng cửa, cậu phải trở về quê Bắc Trạch tu tại gia. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia khó lắm đấy. Ơn Chúa nâng đỡ, chú Văn Đạo vẫn kiên trì vững vàng trong ân sủng, âm thầm theo học hàm tụ các môn triết học và thần học tại tòa giám mục. Học chui nhá, học chui chứ không được công khai đâu. Sự vững vàng trong ân sủng của thầy Geronimo Nguyễn Văn Đạo đã được trời cao ân thưởng. Đó là ngày 13 tháng 8 năm 1972, thầy đã được Đức Cha Đa Minh Đinh Đức Trụ truyền chức linh mục tại tòa giám mục Thái Bình. Từ đây cuộc đời của cha chuyển sang một trang sử mới của ân sủng và tình yêu. Không những chính cha cố gắng sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa, mà còn giúp người khác đón nhận ân sủng và sống vững vàng trong tình yêu Chúa. Được cấp bề trên qua các thời kỳ cử đến phục vụ tại 17 giáo xứ với nhiều giáo họ, như chúng ta nghe trong bản tiểu sử, cha đã đem hết nhiệt huyết và tài năng ân sủng Chúa ban để phục vụ dân Chúa. Những bài giảng hùng hồn, tôi vẫn nhớ các bài giảng của cha cố, tôi vẫn nhớ các bài giảng của ngài, rất hùng hồn, xúc tích, sâu sắc và ý nghĩa, để đem lời Chúa đến cho mọi người. Những bài giảng đi sâu vào lòng người cùng với những sự hy sinh phục vụ của cha đã giúp cho tín hữu vừa sốt sáng sống đạo, làm chứng cho tin mừng, vừa đi vào nề nếp. Người ta nói về cha, cha Geronimo Nguyễn Văn Đạo đi đến đâu là tạo nên sự sốt sáng, sôi nổi và nề nếp đến đó. Được đăng quan, chính tòa, cao mạng, đông phú, tất cả các nơi ngài đi qua đều rất nề nếp, đặc biệt là các thánh lễ rất đúng giờ, rất đúng giờ. Chưa hết, cha cố còn là người say sưa dạy giáo lý. Đến phục vụ tại giáo xứ nào là ngài mở lớp đào tạo giáo lý viên, tổ chức dạy giáo lý, và chính ngài trực tiếp đứng lớp. Trực tiếp đứng lớp, điều này hiếm lắm thưa anh chị em. Điều này hiếm lắm, một linh mục trực tiếp đứng lớp dạy giáo lý viên và dạy giáo lý. Không nhiều đâu thưa anh chị em. Và điều này đã giúp các tín hữu hiểu về ơn Chúa và sống vững vàng trong ân sủng. Việc sống vững vàng trong ân sủng không những giúp cho cha thành công trong việc vượt qua khó khăn, sẵn sàng hy sinh nhiệt huyết phục vụ Chúa và giáo hội, mà còn giúp cha sống tám mối phúc thật, bài giảng trên núi mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Chúng ta không có nhiều thời gian để nói hết về cả tám mối phúc thật, con chỉ xin chia sẻ mối phúc đầu tiên: phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Cha cố đã sống tinh thần này giống Chúa Giêsu Kitô, đấng vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em,
lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Thứ hai, Cô-rinh-tô chương 8 câu 9b. Cha cố không phải là người không có của cải vật chất. Không phải. Giáo dân tại các giáo xứ mà cha cố phục vụ tuy nghèo nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ cha. Không phải là không có của. Có. Nhưng điều đặc biệt là cha cố không giữ cho riêng mình mà luôn chia sẻ. Bổng lộc không thiếu, nhưng đến đâu là hết đến đấy. Lúc nào trong phòng ngài cũng ngó vào chuồng bò bê hết sạch. Này thì các cha, các thầy và các sơ mới đã biết câu này, câu thánh vịnh ấy. Ngó vào chuồng bò bê hết sạch, nghĩa là ngó vào trong phòng cha ấy, không còn thứ gì. Có những lúc cha nói với tôi, cha, một tháng nay trong phòng con không có một giọt bia nào, vì ngài cho hết. Vì đến đâu ngài phân phát cho người khác hết đến đó. Không ai đến với ngài mà về tay không. Đến với ngài thế nào ngài cũng phải cho cái gì đem về. Nó hay thế, nên trong phòng chả còn gì. Ngài có xe máy, có ô tô, và ngài tự hào là linh mục đầu tiên trong giáo phận biết lái ô tô. Biết lái ô tô, đi vòng xung quanh nhà thờ Cao Mại 4-5 vòng, thế rồi ra đường đi luôn. Ghê lắm. Nhưng xe của ngài ai đi cũng được, ai cần sẵn sàng cho mượn. Nghĩ nhiều anh em, anh chị em ở đây đừng đụng đến xe của tao. Có ông có xe mà đi mượn, ông bảo, này, mượn vợ thì được chứ mượn xe không được đâu nhé. Vậy mà cha cố sẵn sàng cho mượn. Chiếc xe ô tô Lanốt của ngài đã từng được sử dụng để đào tạo rất nhiều lái xe, trong đó có con. Tôi được ngài cho mượn xe cho thầy Hạnh, bây giờ đang bên Pháp, dạy lái xe. Tôi ở Văn Lăng xuống Cao Mại lấy xe của ngài tập đi và va quệt không ít lần. Cộng đoàn biết cho mượn ô tô tập lái nó hại máy lắm, chưa kể còn bị va quệt méo mó đủ thứ. Đây là chuyện thường. Tôi xô vào tường là chuyện thường. Tập lái xe Cao Mại là tôi xô vào tường mấy lần đấy, chung quanh nhà thờ Cao Mại. Nhưng ngài không hề cau có hay tỏ vẻ tiếc xót. Đó chính là người làm chủ của cải, chứ không để của cải làm chủ đời mình. Và đó chính là tinh thần nghèo khó mà Chúa Giêsu Kitô chúc phúc. Và chính tinh thần đó làm cho tâm hồn thoải mái và hạnh phúc bình an. Ngài tiết kiệm và thương họ, thương các họ nghèo. Đến những họ nghèo đó, nếu phải dùng cơm, ngài chỉ cho làm 3 món thôi. Tôi đi với ngài, tôi biết. Một là món ăn mặn, cá kho hoặc thịt kho. Hai là món rau hoặc món canh. Ba là cơm. 3 món, sắp 4 món bỏ ra không ăn. 5 món bỏ ra 2 món để 3 món ăn thôi. Tôi từng đi với ngài và từng chứng kiến cái chuyện đó. Rất tiết kiệm. Có lần ngài đi miền Nam với cha Giuse Phạm Văn Thiện, lúc đó còn là thầy Thiện, chưa làm linh mục. Trên tàu ngài chỉ ăn bánh mì và uống nước lã. Ngài nói với chú Thiện, tớ chỉ thích ăn bánh mì cho nó bùi, uống nước lã cho nó sạch. Thực ra là tiết kiệm cho sự chung, vì lúc đó hai cha con đi xin tiền về xây dựng, rất đơn sơ, đơn giản và đơn nghèo, tính chị em. Điều đáng nói là từ khi về hưu tại Tòa Giám mục Thái Bình, khi còn dâng lễ được, tức là khoảng 3 năm, ngài về Thái Bình 2019 và qua đời năm 2024, tính năm là 5 năm, còn nếu tính đúng ra thì hơn 4 năm. Trong hơn 3 năm, ngài có thể dâng lễ mà không lấy bổng lễ. Dâng lễ hoàn toàn cầu cho địa phận, cho tòa giám mục và cho chủng viện, không lấy bổng lễ. Chỉ dâng lễ cầu nguyện cho giáo phận, cho tòa giám mục và chủng viện. Khi được trao tiền trợ cấp, tức là tiền hưu, ngài không nhận và nói, mọi sự có tòa giám mục lo rồi nên không dùng số tiền đó. Không lấy số tiền tiền hưu 3 triệu một tháng, không lấy. Từ khi về hưu tại tòa giám mục, ngài hoàn toàn siêu thoát với tiền của.
Lúc nào cha cô cũng vui tươi, dễ tính, không hề đòi hỏi bất cứ cái gì. Cho gì ăn nấy, bảo gì làm nấy, muốn cho đi đâu thì đi chỗ đó, vâng lời tuyệt đối. Hai thầy của dòng Mẹ Chú Cứu Chuộc giúp Ngài biết rõ điều đó, và chúng tôi chứng kiến chính sự siêu thoát và hoàn toàn tin tác nơi Chúa, sống vững vàng trong ân sủng mà cha cố được Chúa ban nhiều ân huệ thông qua mọi người, gia đình, linh tông, huyết tộc, quý cha, quý thầy, quý sơ nơi tòa giám mục và chủng viện, và đặc biệt là sự giúp đỡ của hai thầy dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Hai thầy vừa có chuyên môn, vừa có nhiệt huyết, nên cha cố được chăm sóc chu đáo, tận tình từ A đến Z. Phòng cha cố lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đời sống cha cố không thiếu thốn gì. Cha cố ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thoát, vì cha cố đã sống rất đơn giản cho đời thanh thản. Thưa cha cố Geronimo rất kính mến, hôm nay giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chồng trinh và các tín hữu xa gần chúng con tới đây để tạ ơn Chúa với cha cố. Cùng với tâm tình này, chúng con cảm ơn cha cố về những hy sinh nhiệt huyết mà cha cố dành cho giáo phận. Cha cố đã nêu gương sáng cho chúng con về việc sống vững vàng trong ân sủng Chúa, về nhân đức khó nghèo, về sự đơn sơ dễ mến, về tính hiếu khách và sự gần gũi bình dân. Cha cố còn có công nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi cho tổng đại diện là nghĩa tử của cha cố, cha chánh văn phòng, cha Giuse Thiện, cha Vero Verona Trí, cha Francisco Hoan và nhiều thầy khác là nghĩa tử của cha cố, do bàn tay của cha cố nuôi dưỡng, uốn nắn và đào tạo, và giúp chúng con tiếp tục con đường đào tạo đó của cha cố. Hôm nay cha cố muộn lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô để nhắn nhủ chúng con hãy sống vững vàng trong ân sủng Chúa. Vững vàng trong ân sủng Chúa để giúp đời chúng con vui tươi, đơn sơ, phó thác như cha cố, và nhất là giờ sau hết được thanh thản, an bình ra đi trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa và của mọi người, như cụ già Simeon mà Phúc Âm nhắc tới. Cha cố có thể nói với chúng con: chết không sợ, không sầu, không tiếc nuối, chết mỉm cười tới phút cuối ra đi, chết vẫn vui như chưa hề phân ly, chết an bình như chưa bao giờ chết. Một lần nữa, chúng con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cố. Chúng con tin cha cố về bên Chúa sẽ cầu nguyện cho chúng con và cho giáo phận Thái Bình thân yêu của chúng ta. Amen.